Xin chào các bạn, hiện nay cơ cấu dân số già và thiếu lao động có kỹ năng cần thiết đã và đang kìm hãm sự phát triển kinh tế của Canada. Do vậy, chính phủ đã mở ra nhiều chương trình ưu tiên định cư nhắm vào các ngành nghề thiếu hụt lao động nhằm thu hút người dân nhập cư và các sinh viên đến làm việc tại Canada. Tuy nhiên, điều kiện nhập cư Canada như thế nào không phải ai cũng nắm được. Để hiểu rõ về điều kiện nhập cư Canada, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Miss Ruby Lee, nhân viên tư vấn công ty du học Tân Đại Dương nhé. Đến với lại câu hỏi số 1, từ bạn Mỹ Trân. Em chào chị Ruby Lee ạ, em là Nguyễn Thị Mỹ Trân, sinh viên năm nhất trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Em nghe nói đi du học Canada sẽ có thể được ở lại và định cư luôn. Vì thế em có hỏi ý kiến của ba mẹ em về việc cho em đi du học và em muốn tìm hiểu cho mình một môi trường sống phát triển hơn. Vậy chị có thể cho em biết điều kiện nhập cư Canada có khó hay không ạ? Và cụ thể là như thế nào? Chị chào em Mỹ Trân, rất cảm ơn câu hỏi của em về điều kiện nhập cư Canada nhé. Sau khi hoàn thành chương trình học của mình, các bạn sinh viên ngoài việc về quê phục vụ đất nước thì việc định cư lại Canada để tìm cho mình bước tiến mới cũng là lựa chọn tốt nhất cho các bạn. Khi đó, điều kiện nhập cư Canada cũng không phải ai cũng hiểu rõ và nắm bắt được tất cả các quy định của chính phủ Canada. Tôi xin chia sẻ một số vấn đề các bạn cùng tham khảo sau đây nhé. Hiện nay có hai chương trình định cư phổ biến đối với du học sinh quốc tế học tập tại Canada là Express Entry và Provincial Nominee để được định cư tại Canada. Theo chương trình Express Entry, ứng viên phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản như có kinh nghiệm làm việc 1 năm, có bằng cấp và chứng chỉ tiếng Anh hay đủ 67 điểm theo tiêu chuẩn của Bộ Di trú. Tuy nhiên, ứng viên sẽ được đánh giá và xếp hạng để cấp phép định cư, do vậy ứng viên sẽ càng có nhiều cơ hội nếu hồ sơ càng nổi bật. Một hồ sơ sẽ có nhiều cơ hội thành công nếu thỏa thuận các điều kiện sau: bằng cấp từ đại học trở lên, độ tuổi từ 20 đến 35, IELTS từ 6.0 trở lên trên từng kỹ năng, trình độ học vấn từ 67 điểm trở lên, thang điểm để nộp hồ sơ vào hệ thống. Hệ thống tính điểm như sau: trình độ học vấn tối đa 25 điểm, ngôn ngữ chuyên ngành tối đa 24 điểm, kinh nghiệm tối đa 21 điểm, độ tuổi tối đa 10 điểm, khả năng hòa nhập tối đa 10 điểm, số điểm tổng cộng tối đa là 100 điểm. Một trong những điều kiện tiên quyết để xin định cư Canada chính là ngành nghề làm việc có nằm trong danh sách NOC, O, A và B hay không. Do vậy, Bộ Di trú Canada hàng năm luôn cân nhắc những ngành nghề thiếu hụt nhân lực và cập nhật chúng vào nhóm ngành nghề được ưu tiên định cư. Điều này nhằm khuyến khích các du học sinh định hướng học ở những lĩnh vực này nếu muốn xin visa định cư tại Canada. Theo đó, ba nhóm ngành chính theo danh sách phân nghề nghiệp NOC National Occupational Classification được ưu tiên định cư tại Canada là: nhóm NOCO, quản trị viên có trình độ đại học trở lên, quản lý nhà hàng, quản lý khai thác mỏ, thuyền trưởng. NOCA, chuyên gia có trình độ đại học, bác sĩ, kiến trúc sư. NOCB, nhân viên lành nghề có trình độ cao đẳng hoặc trường nghề, đầu bếp, thợ điện, thợ sửa ống nước. Những ngành được cho là thiếu hụt nhân sự nhiều nhất tại Canada là khối ngành dịch vụ, tài chính, kinh doanh, sức khỏe và kỹ thuật. Hầu hết những ngành nghề trong các mảng này đều được xếp vào nhóm NOC, O, A và B với ưu đãi nhập cư cho lao động. Các sinh viên có ý định du học và nhập cư vào Canada nên cân nhắc việc đăng ký vào các ngành này. Vậy, các du học sinh chỉ cần tốt nghiệp đại học trong ngành nghề thiếu hụt nhân sự thuộc danh sách NOC, O, A hoặc B, có kinh nghiệm làm việc 1 năm sau khi ra trường và IELTS từ 6.0 trở lên là đã có thể đủ 67 điểm để xin định cư tại Canada. Đối với sinh viên Việt Nam, du học Canada còn đơn giản hơn rất nhiều nhờ chương trình Visa ưu tiên Canada Express Student CES. Đây là chương trình của chính phủ Canada cùng với tổ chức CIC, College and Institutes Canada phối hợp thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình cấp xét thị thực cho sinh viên Việt Nam. Ngay sau khi có hiệu lực, Visa CES đã mở ra cánh cửa mới cho hàng nghìn sinh viên Việt Nam sang học tập tại Canada. Thống kê của chính phủ Canada cho thấy số sinh viên Việt Nam được cấp mới và gia hạn thị thực du học tại Canada tăng gần 100% so với cùng kỳ năm 2015. Theo đó, có đến tổng cộng hơn 13.000 visa của sinh viên Việt Nam được cấp mới và gia hạn.
Khi chương trình CES có hiệu lực, dự báo con số này sẽ còn tăng mạnh trong nửa cuối năm 2016. Du học bậc đại học và thạc sĩ tại Canada đối với sinh viên Việt Nam chưa bao giờ thuận lợi như thời điểm này. Như vậy, sinh viên Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội của trải nghiệm chất lượng giáo dục hàng đầu tại Canada thông qua những ưu đãi chính phủ và các tiểu bang tại Canada, du học thạc sĩ tại Canada. 2016 sẽ rất phù hợp cho ứng viên muốn tìm kiếm một môi trường có thể học tập và làm việc trong tương lai. Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện nhập cư Canada, em có thể gọi ngay về số 0838484879 nhé. Cảm ơn chia sẻ của Miss Ruby Lee. Thì bạn Mỹ Trân chắc cũng đã hiểu những thông tin mà chị vừa chia sẻ rồi đó. Thì tiếp theo sẽ là câu hỏi thứ hai của bạn tên là Thu Thảo. Hiện tại em đang học tại trường Đại học Văn Hiến. Trong các điều kiện nhập cư Canada, em thấy có chương trình Federal Skilled Worker Express Entry. Em muốn tìm hiểu về chương trình này cụ thể hơn. Chị vui lòng chia sẻ cho em được biết nhé. Chào Thu Thảo, cảm ơn em đã đặt câu hỏi về điều kiện nhập cư Canada nhé. Tôi xin chia sẻ về chương trình Federal Skilled Worker Express Study như sau. Federal Skilled Worker Express Study là một trong ba chương trình định cư diện Express Entry cùng với Skilled Trades và Canadian Experience Class. Chương trình Skilled Workers hướng đến những đối tượng lao động có tay nghề cao và trình độ tiếng Anh tốt. Yêu cầu tối thiểu kinh nghiệm làm việc tay nghề cao có ít nhất 1 năm, tổng thời gian là 1.560 giờ hoặc 30 giờ một tuần. Làm việc liên tục toàn thời gian hoặc bán thời gian với thời gian làm việc tương đương. Là công việc có trả lương, công việc tình nguyện, thực tập không lương sẽ không được tính. Làm cùng một công việc trong 10 năm vừa qua, có kỹ năng nhóm O hoặc kỹ năng cấp độ A hoặc B thuộc chương trình phân loại nghề nghiệp quốc gia National Occupational Classification NOC. Trường hợp làm việc toàn thời gian 30 giờ một tuần trong 12 tháng bằng 1 năm làm việc toàn thời gian là 1.560 giờ. Trường hợp làm việc bán thời gian 15 giờ một tuần trong 24 tháng bằng 1 năm làm việc toàn thời gian 1.560 giờ hoặc 30 giờ một tuần trong 12 tháng làm nhiều hơn một công việc bằng 1 năm làm việc toàn thời gian 1.560 giờ. Người nộp đơn phải chứng minh họ đã thực hiện các nhiệm vụ công việc được liệt kê trong báo cáo mô tả nghề nghiệp trong NOC, bao gồm tất cả những nhiệm vụ căn bản và phần lớn các nhiệm vụ chính đã được trình bày. Nếu không chứng minh được kinh nghiệm làm việc phù hợp với mô tả trong NOC, người nộp đơn không có đủ điều kiện tham gia chương trình. Hai là trình độ ngôn ngữ. Người nộp đơn phải đạt yêu cầu tối thiểu về trình độ ngôn ngữ theo tiêu chuẩn ngôn ngữ của Canada, cấp độ 7, làm bài kiểm tra ngôn ngữ đã được phê duyệt bởi Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada, CIC, đạt yêu cầu về khả năng nghe, nói, đọc, viết. Người nộp đơn cần chứng minh họ đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bằng cách đính kèm bản báo cáo kết quả kiểm tra ngôn ngữ vào hồ sơ diện Express Entry. Thời điểm cấp bản kết quả kiểm tra ngôn ngữ phải cách thời điểm nộp đơn đề nghị cấp thẻ thường trú nhân không quá 2 năm. Trình độ học vấn người nộp đơn phải có bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc chứng nhận tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông hoặc sau trung học của Canada, hoặc chứng nhận hoàn thành chương trình theo tiêu chuẩn nước ngoài, và một bản báo cáo đánh giá tiêu chuẩn giáo dục Educational Credential Assessment ECA từ một cơ quan được CIC kiểm duyệt. Bản báo cáo có nội dung chứng minh chương trình giáo dục theo quy chuẩn nước ngoài của người nộp đơn là tương đương với bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận chương trình trung học phổ thông hoặc sau phổ thông. 4 là chứng minh tài chính. Người nộp đơn phải chứng minh họ có đủ năng lực tài chính để chi dùng cho bản thân và gia đình sau khi họ đến Canada, trừ khi người này hiện đang có công việc hợp pháp tại Canada và có một lời mời làm việc có hiệu lực từ một người sử dụng lao động tại Canada. Thứ 5 là các yêu cầu khác như
Người nộp đơn không bị cấm nhập cảnh Canada, người nộp đơn không có kế hoạch sống tại tỉnh bang Quebec. Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện nhập cư Canada, em gọi ngay về số 0838484879 hoặc 0989006890 để gặp trực tiếp tư vấn viên, hoặc em có thể truy cập vào trang visacanada.edu.vn hoặc trang fanpage du học Tân Đại Dương để luôn được cập nhật những thông tin bổ ích và đầy đủ nhất nhé.